Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì hôm nay là chiều chủ nhật ha. Em có một hai món hàng về thôi. Sẵn đây em cũng làm clip luôn. Full thùng con âm CD Acouphase DB430 ha. Con này là hàng demo từ Nhật về nha. Hàng tuyệt đẹp ha, hai lớp thùng. À, em mới cắt chỉ ra ha. Đây anh em, hai lớp thùng nào ngoài nha. Chứ không phải là hàng một lớp đâu nha. À, lấy nguyên nha. Đó, rất nguyên. Đây là hộp phụ kiện nha. À, phụ kiện nè, đây, phụ kiện ha, chưa sử dụng nha các bác ha. Phụ kiện rồi có dây nguồn nè, nguồn riêng chấu còn nguyên ha, catalo và khiển ha. Đây, đó, dây nguồn nè, khiển catalo còn nguyên hết nha, nguyên hộp. À, rồi, hàng demo ha, rất đẹp. À, còn bọc giấy đầy đủ hết luôn. Rồi, bóc lên. Rồi. Em lấy ra nhé. Rồi, xuống đi. Rồi, cái này ra. À, còn cả trận lưới nguyên zin nha. À, các bác thấy ha. Rất là tuyệt vời. Thì đối với dòng CD Acouphase thì anh em biết rồi, dòng này dòng 430 đời mới ha. Tiếng rất là hay và đặc biệt thì em này có cả giải mã DEC. À, giải mã DEC. Đây. À, còn bịch bao là đầy đủ hết nha nè. À, DB430 ha. À, điện 100V. Và đây là cổng cổng quang ra, cổng có serial ra. Ở đây thì nó có cả cổng optical vào, có serial vào và kể cả cổng USB. USB này là chuẩn USB chúng ta giải mã trực tiếp từ PC laptop qua. Cho nên em này chất âm cực kỳ hay anh em nha. Con này là mới cáo cảnh là 99,9% mà. À, chưa sử dụng. À, rất đẹp. Đây ha. À, rất là đẹp nha. Và giá cho anh em để về con 430 này thì có giá là 83 triệu đồng. 83 triệu đồng thì em cũng báo giá luôn. Bao ship toàn quốc anh em nha. À, và nếu mà nói về con này thì giá hiện tại thì khoảng tại Hà Nội, Hải Dương thì nó tầm đâu vào đó khoảng 84 đến 85 nha, không có 83 đâu anh em nha. Đối với hàng đẹp can như thế này, hàng demo ha. Không phải là hàng xài rồi nha. Gần như là mới. 99,9%. Rồi, tới đây thì rồi, xin chào anh em để tiếp tục ha. Thì hôm nay em có về được một con âm ly, đó là Denon dòng BMA 2000RE. Thì đối với dòng 2000 thì con này là gần như là đời cuối cùng ha, đời cuối cùng của đời 2000. Và em này về trong tình trạng là còn nguyên thùng xốp khiển anh em nha, dây nguồn riêng khiển và máy rất đẹp nha, đẹp xuất sắc, đẹp keng nha. Và giá thì em có đã báo rồi anh em nhé, 26.500.000 đồng. À, thì em về lúc chiều mình có chụp báo trên trang cộng đồng anh em nha. Đây, rất đẹp nha, khiển zin. Và nếu anh em nào có một con CD của Denon nữa thì chúng ta dùng cái khiển này chung với nó tập hợp hết luôn. À, phần này là dành cho CD đây. Và phần này dành cho âm ly ha. Remote nhôm rất đẹp nha. Đấy, rất là giá trị, máy rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. À, máy rất là đẹp nha anh em. Nguyên thùng xốp ha. Rồi, thì con này không có gì để bàn nữa. Vậy cách đây khoảng một tuần, hơn một tuần thì em đã có về một con không có thùng, đã test rồi và bán rồi anh em nhé. Hôm nay em về được một con thùng xốp ha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Rồi, thì giá em có báo ha, máy hoạt động hoàn hảo, máy đẹp keng anh em nhé. Máy nguyên thùng thì không có gì phải để mở ra hết cả ha. Hoạt động hoàn hảo hết rồi. Và tiếp tục thì hôm nay em sẽ mời anh em nghe bộ ghép gồm có một con Amply Acouphase E650. À, hàng demo nguyên thùng xốp nha, hai lớp. Và đây là một con CDP này nè, là em nãy anh khui thùng đây. À, và em chơi quay giải mã qua USB nha, từ PC nhạc lọt led qua con CD DB430 nha. Đấy, và cặp loa vẫn là cặp loa 65U3 anh em nha. Và một cái đĩa, một cái album, đó là album Gặp Nhau Làm Chi của Trường Vũ nha. Gặp Nhau Làm Chi của Trường Vũ anh em nha. Trong đây thì nó có rất là nhiều cái bài hay. Gặp Nhau Làm Chi, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ nè anh em, Mà Chị Người Con Gái Hậu Sen ha, rất là hay. Ở đây thì hôm nay em sẽ mời anh em nghe thử bài Chuyện Người Con Gái Hậu Sen nha.
sông, có chúng sinh đầu ngõ, có ao sinh trồng sen trắng sen. Nhà tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang xem đợi yên giặt tràn qua sông khó lửa mù khơi, rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình đành chia phôi mỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trần sơn chưa chân. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn hương, mới hay tin người yêu đã theo trường. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Ngập chiến trường tình yêu đành chia phôi mỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Tự dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai lặng vui chưa chan. Nào khi qua sông áo vắng sen tàn hương, mới hay tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông, nhìn chiều sương. Rồi thì đối với chất âm của Class A anh em nha, nó cho một cái chất âm rất là ngọt ngào, đầm ấm, rất là dễ chịu ha. Nếu anh em cảm nhận thực tế tại chỗ thì nó rất là hay, nhưng mình qua cái điện thoại nó quay thì không có, nó không có được phải gọi là như ý nữa, nó giảm đi rất là nhiều ha. Giảm đi rất là nhiều anh em nha. Rồi và em xin nhắc lại giá một lần nữa ha, về con âm ly Đờ Nông BMA 2000RE nguyên thùng xốp có giá là 26.500.000, bao ship toàn quốc anh em nha. Nếu anh em nào chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship. Anh em nào muốn ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không có bao ship cho ship cọt nha.
Rồi, và con CD DB430 của Acofay hàng demo nguyên siêu em đã khui cho anh em thấy rồi. Thì nó có giá là 83 triệu đồng, bao ship toàn quốc nên anh em chỉ khoảng đủ luôn nha. Và cặp loa JBL L65 Dubai tuyệt đẹp nguyên mộc anh em nha, nguyên mộc tuyệt đẹp, không sức mẻ bể nào, tí tẹo nào cả, kể cả kiến zin, nhung zin nó vẫn còn luôn. Thì cặp này có giá là 70 triệu đồng ha, và vẫn là bao ship toàn quốc cho anh em ha. Và đây em còn thêm một cặp đó là L65A 57 triệu đồng ha. Rồi, tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn em rất nhiều.